Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Vâng, thưa quý vị, DeFi hay còn gọi là tài chính phi tập trung, hay là các sàn giao dịch phi tập trung, hoặc là ví phi tập trung, là những danh từ rất hot trong năm 2020-2021. Vâng, và ở video này, KTV sẽ không bàn về các ưu điểm của DeFi, thì KTV sẽ chỉ ra một chiêu trò scam rất chi là phổ biến trên cái nền tảng tài chính phi tập trung này. Thì ở đây KTV sẽ sử dụng và tạo một cái ví Tronling, và KTV sẽ chuyển 10 TRX vào, và KTV sẽ kết nối cái ví phi tập trung này với một cái sàn phi tập trung mà nó chạy trên cái network TRC20. Ok chưa? Thì trên các mạng xã hội, các diễn đàn hoặc là các group, rất chi là nhiều người đã bị mất coin từ những cái ví phi tập trung mà quý vị không hề biết nguyên nhân vì sao, không hề biết nguyên nhân từ đâu. Đó, thì hôm nay KTV sẽ bóc phốt một chiêu scam rất chi là phổ biến. Rồi, bây giờ KTV sẽ tải cái ví Tronling này về rồi này. KTV sẽ tạo mới một cái ví Tronling. Vị chờ trong giây lát. Rồi, cái ví mới đã được tạo này. KTV có thể bỏ qua cái bước này đi. Ok chưa? Thì đây là một cái ví phi tập trung Tronling, nó chạy trên network TRC20. Thì KTV sẽ chuyển TRX đi. KTV sẽ thử chuyển 10 TRX vào đây. Và KTV sẽ kết nối với một cái sàn mà họ chuyên đi scam, hay còn gọi là lừa đảo đấy, và xem cách thức họ lấy coin từ cái ví này như thế nào. Ok chưa? Đây, bây giờ KTV sẽ lấy cái địa chỉ ví. KTV sẽ chuyển 10 TRX vào cái ví này. Ok chưa? Đó, quý vị để ý này. Hiện tại KTV có 10 TRX ở trên cái ví để KTV test. Đó. Thì để hoàn thiện cái video này, KTV sẽ hy sinh 10 cái TRX này, và để chứng minh cho quý vị một điều. Quý vị chơi coin, chơi crypto rất chi là rủi ro. Đó. Và nếu như quý vị thấy video này hay, thấy tiếc cho 10 cái TRX này, thì quý vị đừng quên comment, nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Và KTV hy vọng rằng quý vị là những người mới, còn những người mà có kinh nghiệm rồi thì KTV không nói. Quý vị xem được những video này thì quý vị sẽ tránh được những cái trường hợp scam, tránh được mất coin, mất tiền. Ok chưa? Rồi, bây giờ KTV sẽ vào cái browser để kết nối với lại một cái sàn này. Ở đây KTV sẽ sử dụng cái sàn ETB đi. etbswap.com.
Rồi, thì đây là một cái sàn scam. Đó, quý vị có thể tìm kiếm thông tin trên cái mạng xã hội như là Twitter, Telegram, Medium, Facebook hay là YouTube. Thì KTV cũng đã tìm hiểu và không có bất cứ một cái thông tin gì về cái EATP swap này. Ok chưa? Đó, thì hiện tại chỉ có cái thông tin như thế này thôi. Ok chưa? Quý vị chỉ cần nhập cái số lượng vào bất cứ đâu, đó, trên hoặc dưới. Rồi, quý vị bấm vào swap now này. Rồi, để KTV nhìn lại cho nào. Ở đây, cái sàn nó tự động kết nối với cái ví của quý vị luôn này. Đó. Rồi, bây giờ KTV sẽ nhập cái số lượng là 1T đấy chẳng hạn. Ok chưa? Đó. 1T đấy. KTV nhập bên trên thì nó nhảy xuống bên dưới này. Đó. Rồi, KTV sẽ swap này. Swap. TV continue tiếp này, confirm để xác nhận này, nhập mật khẩu để xác nhận này, rồi nhập xong chọn đăng này, đăng này. Rồi, quý vị chờ chờ mạng xác nhận này. Ok, đã thành công. Rồi, KTV tắt đi này để trở lại cái ví xem nào. Trở lại ví này. Đó. Thì quý vị để ý này. KTV vừa có 10 TRX nhưng mà chỉ swap một lệnh thôi và KTV nhập có 1 TRX thôi. Ok chưa? Thì nó đã trừ mất của KTV ở đây còn có 6,82 TRX thôi. Đó. Thì nó sẽ lấy mất của ta KTV khoảng độ 3 TRX. Đó. Thì tức là ở đây KTV có cái số lượng ít thôi. Nó sẽ không lấy hết cái TRX này. Ok chưa? Nếu quý vị có bất cứ các token nào ở trên ví này mà quý vị kết nối với lại cái trang này thì chắc chắn một điều quý vị sẽ không còn một cái coin nào. Còn riêng cái TRX này nó không thể lấy hết được. Vì sao? Vì cái TRX này nó phải giữ lại để làm phí giao dịch. Ok chưa? Kiểu gì nó cũng phải giữ lại khoảng 5 đến 6 cái đồng TRX trên cái ví thì nó mới lấy được coin từ cái ví này về cái ví của họ. Ok chưa? Rồi, bây giờ KTV thử truy xuất cái lịch sử giao dịch này. KTV sẽ copy cái địa chỉ ví này và vào cái chaining. Chaining, chain scan .org. Rồi, KTV sẽ dán cái địa chỉ vào đây và tìm kiếm này. Đây. Đây là cái lịch sử
KTV chỉ thực hiện một lệnh thôi, nhưng mà nó đã ra rất nhiều lệnh ở trên này rồi, ok chưa? Thực hiện một lệnh gửi TRX vào này và thực hiện một lệnh confirm để xác nhận cái kết nối ví với sàn. Nhưng mà ở trên đây nó có 5 cái lệnh rồi, ok chưa? Đó thì ở đây nó đây số lượng này. Đây 3,2 TRX, 3,28 đây này. Đó, họ tự động chuyển đi. Rồi, đây. Địa chỉ ví nhận, địa chỉ ví gửi này. Rồi bây giờ trở lại với cái ví cho Ninh. Thì đây là một cái sàn scam 100%. Và quý vị có thể kiểm chứng. Quý vị có thể gửi bất cứ một cái token nào vào cái ví, vào cái địa chỉ mà quý vị đã kết nối với cái sàn này, thì quý vị chắc chắn sẽ bị mất coin, ok chưa? Và ngoài cái sàn này, cái địa chỉ website này, ở đây KTV cũng đã kiểm tra hai cái địa chỉ website bên dưới này, đó. Thì ở đây nó là một cái dạng giống như là một cái pop up quảng cáo mà quý vị thường hay truy cập trên máy tính. Quý vị chỉ cần truy cập vào cái địa chỉ website, nó sẽ có những cái đoạn Java clip nó tự động hiện lên giống như là một quảng cáo. Thì ở đây quý vị chỉ cần swap một cái lệnh, nó sẽ lấy được toàn bộ các coin ở trong ví của quý vị, và toàn bộ các coin đó sẽ chuyển về cái địa chỉ ví của họ, ok chưa? Đó. Ngoài cái cách này thì còn một cái cách nữa. Khi quý vị truy cập vào một cái địa chỉ domain rất rõ ràng, nhưng mà tự động nó sẽ chuyển sang đưa quý vị đến một cái địa chỉ domain và cái website khác. Đây cũng là một cái chiêu trò scam rất là phổ biến. TV xin nói thêm là dù quý vị có sử dụng bất cứ các ví phi tập trung nào như ví MetaMask, ví Chớp hoặc ví SafePal, mà chỉ cần một lần quý vị kết nối với các sàn scam dạng như này, thì bất cứ lần sau quý vị chỉ cần chuyển coin vào ví thì tự động tất cả các coin ở trong ví sẽ tự động chuyển sang cái địa chỉ ví của cái sàn scam, ok chưa? Vì vậy chỉ có một cách duy nhất, khi quý vị đã kết nối ví với cái sàn scam này thì quý vị chỉ có cách là vứt ví đi thôi. Đó, quý vị hãy tạo cho mình một cái ví mới. Rồi, và đến đây thì KTV xin kết thúc video. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.